Phòng ngủ là không gian riêng tư và đây cũng là không gian cần có thiết kế đặc biệt hơn các phòng khác. Vậy khi xây sửa phòng ngủ, ta cần lưu ý những điểm gì về phong thủy, thưa thầy Phương? Vâng, đầu tiên nói về thiết kế cửa phòng ngủ hợp với phong thủy trước nhé, vì cửa là quan trọng nhất mà. Yêu cầu phòng ngủ luôn nhấn mạnh về tính riêng tư, yên tĩnh, thoải mái và an toàn. Chính vì thế nên là cửa phòng ngủ cần tránh đối diện với cửa chính, cửa nhà vệ sinh hay là cửa gian bếp, trước tiên là như vậy. Và phòng ngủ thì nhất thiết cần phải có cửa sổ giúp cho không gian thoáng đãng, luân chuyển được khí thông suốt. Tuy nhiên là kích thước cửa sổ cũng cần phải tính toán sao cho phù hợp một chút. Việc mà chúng ta trổ cửa sổ quá lớn khiến cát khí sẽ bị khuếch tán, thất thoát ra ngoài. Và điều này đi ngược với tiêu chí tàng phong tụ khí thì có sẽ tác động không những đến sức khỏe, đến sự minh mẫn mà sẽ còn làm cho khí trường không ổn định, thì còn ảnh hưởng đến cả vận thế của gia chủ nữa. Một số không gian phòng ngủ mà không thiết kế được hệ thống cửa sổ thì chúng ta vẫn phải có những thiết kế về hệ thống cấp khí tươi. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng cho sức khỏe, thì các bạn sẽ cần phải có một sự tư vấn của những người thi công và thiết kế. Và tiếp theo, trong phòng ngủ chúng ta cũng cần tránh cái góc nhọn xung xạ, hay còn gọi là góc nhọn xung sát. Góc nhọn xung sát hay là hỏa hình sát là phạm kỵ ở phong thủy, chúng ta cần đặc biệt tránh. Khi mà cơ thể mệt mỏi thì chúng ta cần được nghỉ ngơi, và lúc này là lúc thần kinh chúng ta không ổn định nhất. Đây cũng là khi mà bản thân chúng ta là một cái thực thể sẽ hấp thụ năng lượng của phong thủy mạnh nhất, nên việc phòng ngủ mà có góc nhọn thì sẽ dễ sinh ra những xung xạ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Và sau này chất lượng mà đã bị ảnh hưởng rồi thì chắc chắn là vận trình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Và tương tự như góc nhọn thì nếu như trong phòng chúng ta có quá nhiều đồ đạc, có những hình nhọn ấy, thì cũng nên bỏ đi, vì những hình nhọn hay là góc nhọn đều sinh ra những hỏa khí xung sát làm cho ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là vận trình chúng ta. Một yếu tố nữa mà chúng ta sẽ cần phải cân nhắc đó là sự sáng tối ở trong phòng cần phải hài hòa. Nguyên lý âm dương quân bình thì không chỉ áp dụng về hình thế của ngôi nhà mà trong các cái không gian tiểu thái cực ở trong nhà chúng ta cũng cần phải là để ý, và đặc biệt là phòng ngủ. Với đặc thù hướng đến sự yên tĩnh là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cho gia chủ, thì phòng ngủ cần có một cường độ ánh sáng hài hòa và hợp lý. Khi mà ánh sáng quá chói, nghĩa là bị dương khí lấn át, thì sẽ khiến cho chất lượng giấc ngủ, sự nghỉ ngơi chúng ta sẽ không đảm bảo được. Còn ngược lại, khi mà bị quá tối thì sẽ khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi và thậm chí là còn cản trở những cái dòng khí lưu thông của không gian này nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ nói tới phần tránh cải tạo phòng ngủ từ phòng bếp và nhà vệ sinh. Đây là một câu hỏi mà các bạn hỏi tôi rất là nhiều. Rất là nhiều vị gia chủ chia sẻ là liệu có nên đặt phòng ngủ ở cái vị trí mà trước đây từng đặt bếp hay là nhà vệ sinh hay là bể phốt đã lấp rồi không? Thì lời khuyên của tôi đưa ra cho các bạn là nếu như có lựa chọn khác thì tốt nhất chúng ta nên tránh những vị trí này. Trường hợp mà bất khả kháng do công năng và diện tích của bạn không đủ thì chúng ta sẽ cần phải có sự tham khảo kỹ lưỡng của những người phong thủy sư kinh nghiệm để có thể hóa giải những cái trường khí cũ còn để lại từ những cái khu vực của ế khí như là nhà vệ sinh hay là bể phốt này. Và nhà vệ sinh hay là nhà bếp cũ, như tôi đã nói là chứa rất nhiều ế khí, và nếu mà là bếp thì còn chứa cả hỏa khí nữa. Nên là những điều này sẽ ảnh hưởng không tốt về sức khỏe khi mà chúng ta cơi nới hay là sửa chữa những phòng ngủ này. Và một vật dụng không thể thiếu ở trong phòng ngủ, nhất là đối với cả chị em phụ nữ, đó là gương. Đặt gương xung chiếu với cả giường ngủ hay là mở cửa phòng ngủ lập tức nhìn thấy gương thì là một cái cách sắp đặt rất là phổ biến, nhưng đây lại là một cách cục xấu mà tôi đã lưu ý và chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Đây đều là các phạm kỵ của trong phong thủy, nó sẽ tác động trực tiếp tới sức khỏe, tới vận thế của chủ nhân. Đó là chưa kể là cái sự thiếu ổn định về khí trường khi mà chúng ta lắp gương một cách không đúng thì còn dễ đưa lại những tác động xấu về vận gia đạo cũng như là tình duyên của gia chủ. Tiếp theo chúng ta nói một chút về bày trí cây xanh trong phòng ngủ. Nhiều người thì có ý định trang trí cây xanh ở trong phòng ngủ để mà tạo cảm giác gần gũi với cả thiên nhiên và cũng như là tạo thêm không khí trong lành. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một điều. Có những loại cây xanh khi mà buổi tối thì sẽ tạo ra khí CO2,
nó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta về lâu dài. Và ngoài ra, cây xanh còn giữ hơi nước, chủ về âm, nên là chúng ta cần phải cân nhắc và lựa chọn kỹ những loại cây có thể đặt ở trong phòng ngủ của không gian nhà chúng ta. Vậy thì với cái công năng của cây xanh thì tôi đã có một video ở trên kênh YouTube Master Phùng Phương là những loại cây nên dùng trong phòng ngủ. Tôi đã chia sẻ đầy đủ cả về phong thủy lẫn như là về công năng cho cái vật dụng cây xanh này. Các bạn nên xem lại video đó nhé. Và hy vọng với những chia sẻ trên thì các bạn đã có gợi ý cho mình là không gian phòng ngủ chúng ta sẽ cần phải bố trí như thế nào để mà vừa tốt cho sức khỏe mà lại phù hợp với cả phong thủy. Trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những công năng khác ở trong gia đình của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.